Giới thiệu với các bạn cách dăm cành cây tục bằng mụn dừa. Bây giờ tôi sẽ dăm toàn một cây cành cây tùng trong cái chậu này. Đây là chậu xi măng và bây giờ đổ mụn dừa ra. Nhiều quá. Rồi, mụn dừa đã được xếp đều trong chậu và tưới nước vào. Nhảy lên dặm cái nữa như vậy là cái chậu để dăm cành cùng với giá thể dăm đã được chuẩn bị xong. Đơn giản chỉ là mụn dừa và tưới nước ẩm thật ẩm thôi. Khi chuẩn bị xong giá thể dăm thì bây giờ chúng ta dùng thuốc kích thích pha vào nước để nhúng cái gốc cây cần dăm vào, và cái thuốc đó là phân bón rễ đậm đặc VTV ra rễ cực mạnh đó. Các bạn hãy nhìn thật kỹ cái chai thuốc trên tay tôi. Phát triển bộ rễ, tăng sức hút gì đó, những cái đó tôi không có đọc kỹ ở đây đó. Nhìn cái chai thuốc đây, chai thuốc này thì bán ở các tiệm vật tư nông nghiệp. Cái chai, riêng cái chai này thì tôi mua ở xã Tâm Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và quá trình ươm thì đang diễn ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Cây Giống trên đường tránh Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bây giờ mở nắp cái chai thuốc và hòa vào nước. Đây, nước này khoảng 1 lít. Mà theo như liều lượng thì hòa 15cc cho 10 lít nước. Rồi bây giờ đây có 1 lít thôi, thì pha 1cc rưỡi. Dư được không? Dư rồi, nửa đó thôi. Đó, pha vào nước vào hòa quậy đều lên. Để nguyên thau đi. Thêm vô. Cái gì đâu? Rồi. Và đây là nhánh vạn niên tùng được cắt từ cây vạn niên tùng lớn. Ừ. Rồi nhúng cầm. Nhúng đầu đít không? Đó, bây giờ nhúng vào cái giá thể nước này và đem cắm lên. Năm tấc hả? Sát 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 từ nó cầm sát sát, không có tấc đất gì hết. Sát như vậy đó hả? Cắm nhiều càng nù nù càng nhiều càng tốt. Rồi sau khi nhúng xong thì cắm vào cái giá thể mụn dừa đã tưới nước lúc này. Quá trình này thì cứ làm đơn giản thôi, nó không có cái bí quyết gì rắc rối cả. Chỉ có cái quan trọng là cái thuốc ra rễ cực mạnh đó, nhúng nó vào. Đây, cắm đây. Thôi thôi, nó có chuyện nhổ ra nó vô bồn mà. Cắm thôi. Cắm nó không xuống. Chúng ta hãy xem quá trình cắm. Đây là quá trình cắt cành, thì cứ cái cành thì cắt đoạn 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 ra cỡ từ 5 phân đến 1 tấc, cứ thế thôi, không có gì là đặc biệt cả. Cứ cắt và ra và cắm như thế. Và trong cái chậu chậu này thì
hy vọng cắm được khoảng vài 300 cây. Cứ cắm sát sát vào. Mình lấy tiền được thôi. Cắm sát sát vào thì đến khi nó ra rễ lấy ra vô bầu. Vô bầu thì mỗi bầu là một cây, thì lúc đó nó sẽ phát triển thành một cây tùng riêng. Còn hiện tại thì cái chậu này cắm càng nhiều càng tốt. Tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn kỹ thuật dăm cầm cây cầm. Và thực tế ở đây là dăm cành cây vàng liên tục. Dăm cành thì dăm bằng thuốc kích thích. Đây là phân bón rễ đậm đặc VTV ra rễ cực mạnh. Khi dăm cành thì dùng cái phân bón rễ đậm đặc này, hay còn gọi là thuốc kích thích ra rễ, hòa vào nước với tỷ lệ là 1,5cc cho 1 lít nước. Đó, trong cái thao này là tôi đã pha cái thuốc kích thích rễ đó vào rồi. Và cái cành vạn niên tùng được cắt, cắt từng đoạn ngắn khoảng từ 5cm cho đến 10cm. Và để ngâm vào trong cái thao pha thuốc kích thích ra rễ này. Và trên cái chai thuốc thì người ta để ngâm từ 10 phút nửa tiếng gì đó, nhưng mà tôi chỉ ngâm vào một chút thôi, chỉ chừng 5 phút là lấy ra cắm. Cành vạn niên tùng sau khi cắt từ trên cây xuống và ngâm thuốc kích thích xong thì nó ướt như thế này và cắm vào trong một cái giá thể mụn dừa. Đây là giá thể mụn dừa đã được tưới nước ẩm. Giá thể mụn dừa này thì được đặt vào trong một cái chậu. Cái chậu này cũng nhỏ thôi, đường kính nó không đến 1 mét. Nhưng mà chúng tôi hy vọng là cắm được khoảng vài 300 cây ở đây. Và sau khi cắm xong, cắm đầy cái chậu này thì dùng bao ni lông trùm kín. Trùm kín lại cả cái chậu này, kín hoàn toàn. Sau đó thì khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng gì thì nó bắt đầu ra rễ, và cây nào nhìn thấy nó ra rễ thì đem ra ươm vào bọt, cây nào không ra rễ thì bỏ. Dăm cành nó chỉ đơn giản như thế thôi. Cắm vào đây hàng trăm cây nhưng mà tỷ lệ đạt chỉ khoảng từ 60-70%, còn những người có nhiều kinh nghiệm thì có thể làm đạt đến 90%. Sau khi những cây cuối cùng được cắm xong, cái chậu nó có hình dáng như thế này. Bây giờ trong này nó khoảng 300 cây, dự đoán thế thôi. Và bây giờ lấy bình mũ trùm lại, lấy bao ni lông trùm kín lại. Bao ni lông trùm lại và dùng dây ni lông buộc kín. Trùm kín hoàn toàn và buộc kín như thế là xong. Sau khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng
gỡ ra, cây nào ra rễ thì cho vô bầu riêng và cây nào không ra rễ thì bỏ đi. Như vậy là xong cách dăm cành cây vàng liên tục. Còn một số loại cây dễ dàng khác thì cũng làm tương tự.